Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Dụ ngôn người quản gia bất lương. Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Bài tin mừng hôm nay gợi cho ta câu chuyện về Mạnh Thường Quân. Ông là tướng quân của nước Tề vào thời Chiến Quốc. Khi ông sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ về cho mình, Phùng Huyên lại đốt giấy nợ của nhiều người và tha luôn nợ cho họ. Mạnh Thường Quân không hiểu hết được ý nghĩa việc làm này. Một năm sau, khi không được vua Tề tin tưởng nữa, Mạnh Thường Quân phải lui về đất Tiết để cư ngụ. Dân chúng đổ xô ra đón ông như một vị ân nhân đáng kính. Bấy giờ ông mới hiểu việc làm khôn ngoan trước đây của Phùng Huyên. Bài tin mừng hôm nay có thể làm chúng ta bối rối. Người quản gia bị mang tiếng là phung phí tài sản của chủ. Anh phải nghỉ việc, dù không rõ tiếng đồn ấy có đúng không. Ông không được bào chữa gì cho chính mình. Bây giờ anh chỉ lo chuyện tương lai, sau khi thất nghiệp. Anh suy nghĩ như một độc thoại, mình sẽ làm gì đây? Và anh nhận ra những hạn chế của mình về thân xác và tâm lý. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.
Dường như một ý nghĩ đã lóe lên trong anh. Mình biết phải làm gì rồi để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón trước mình về nhà họ. Anh quản gia chỉ có một thời gian ngắn để thu xếp trước khi ra đi. Anh đã gọi các con nợ của chủ đến, và trong tư cách là người còn có quyền, anh cho họ tự tay viết lại giấy nợ. Họ đều là người nợ ông chủ những số nợ lớn. Số nợ này được giảm đáng kể dưới sự gợi ý của anh quản gia. Một trong thùng dầu ô liu nay chỉ còn nợ 50 thôi. 1.000 giả lúa bây giờ chỉ còn nợ 500. Dĩ nhiên đối với anh, tất cả đều phải theo nguyên tắc có qua có lại. Anh đã cho họ được hưởng lợi vào lúc này, thì hẳn họ sẽ phải nhớ đến anh lúc anh xa cơ lỡ vận. Ông chủ chắc đã biết trò gian xảo của anh. Những lời đồn đãi trước đây quả không hoàn toàn vô căn cứ. Anh đúng là một tên quản gia bất lương. Vậy mà ông chủ đã khen anh. Điều này làm chúng ta bị sốc. Nhưng chủ không hề khen sự bất lương của anh. Ông chỉ khen anh về cách hành động khôn khéo. Anh khôn khéo vì anh biết nghĩ ra cách để tìm được bảo đảm cho mình, dù đó chỉ là thứ bảo đảm vật chất ở đời này có tính tạm bợ. Đức Giê-xu lấy làm tiếc vì con cái ánh sáng là chúng ta lại không có được sự khôn ngoan như con cái đời này. Người ngoài đời có nhiều bí quyết để làm giàu, để thành đạt. Họ có đủ khôn khéo để công việc kinh doanh được trôi chảy. Họ dám có sáng kiến và dám liều để đem ra thực hiện. Ước gì chúng ta có sự khôn ngoan đích thực và ngay thẳng, nghĩa là biết khéo tận dụng mọi sự mình có để được gặp Chúa ở đời này và được hạnh phúc ở đời sau. Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời.
và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. Ngày 4 tháng 11, Thánh Sạc Borromeo 1538-1584. Tên của Thánh Sạc Borromeo đi liền với chữ cải cách. Ngài sống trong thời cải cách Tin Lành và đã tiếp tay trong công cuộc cải cách toàn thể giáo hội trong những năm cuối của cộng đồng Trent. Thánh nhân sinh ngày 2 tháng 10 năm 1538 tại Milan, nước Ý, trong một gia đình quý tộc ở Milan và có bà con với dòng họ Medici rất uy thế. Khi người bác của ngài là Đức Hồng Y de Medici được chọn làm giáo hoàng năm 1559 với tước hiệu là Pio thứ 4, Đức giáo hoàng đã chọn ngài làm trưởng phó tế và là quản lý của tổng giáo phận Milan, trong khi ngài chỉ là một sinh viên giáo dân. Vì sự thông minh xuất chúng nên ngài được giao cho nhiều chức vụ quan trọng có liên hệ đến tòa thánh, và sau này được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, chịu trách nhiệm toàn thể ban hành chính của tòa thánh. Cái chết đau đớn của người anh đã đưa ngài đến quyết định đi tu làm linh mục. Mặc dù bao người thân nhân ngăn cản, ngài được thụ phong linh mục năm 25 tuổi và sau đó không lâu được tấn phong làm giám mục của Milan. Chính thánh nhân là người đã thúc giục Đức Giáo Hoàng phục hồi cộng đồng Tridentino vào năm 1562 sau 10 năm bị ngưng trệ. Đứng ở đằng sau và âm thầm làm việc, thánh nhân là người có công trong việc duy trì sự liên tục của các khóa học cộng đồng mà nhiều khi tưởng đã đổ vỡ. Trong giai đoạn cuối của cộng đồng, ngài là người chủ yếu trong việc hướng dẫn và thầy hình các sách lệnh của cộng đồng. Ngài có công rất lớn trong việc điều hành cộng đồng Tridentino. Thời đó bệnh dịch lan tràn khắp thành Milan, ngài đã bán hết tài sản để cứu trợ kẻ nghèo. Ngài đích thân thăm viếng những người mắc bệnh, an ủi và ban các bí tích cho họ. Ngài còn viết nhiều sách có giá trị, đặc biệt về mục vụ của các giám mục và việc dạy giáo lý cho các cha sở. Ngài đã lập một dòng riêng cho địa phận mang tên Thánh Ambrosio. Ngài cũng xây cất nhiều cơ sở giáo dục công giáo và chủng viện. Trong bất cứ công việc gì, ngài chỉ nhắm một mục đích là phụng sự Thánh Ý Chúa. Hiển nhiên ngài cũng được phép dành thời gian để làm việc cho tổng giáo phận Milan, là nơi mà tôn giáo và luân lý thật sáng tỏ. Sự cải tổ cần phải thi hành trong mọi tầng lớp công giáo, dù là giáo sĩ hay giáo dân, và được khởi sự từ các cộng đồng địa phương với các giám mục phụ tá. Những quy luật rõ ràng được đặt ra cho các giám mục và tu sĩ. Nếu người ta thay đổi đời sống để trở nên tốt lành hơn, thì giáo sĩ phải là những người làm gương và phải canh tân tinh thần tông đồ của mình trước hết. Chính Thánh Sạc tiên phong trong việc làm gương, ngài chia sẻ hầu hết phần lương của ngài cho công việc bác ái, tự ý từ bỏ đời sống sang trọng của một tổng giám mục và ăn chay đền tội. Ngài hy sinh giàu sang, danh vọng, sự mến mộ và ảnh hưởng để trở nên nghèo hèn. Trong thời kỳ dịch tễ và đói kém năm 1576, ngài cố tìm cách để nuôi ăn 60.000 tới 70.000 người mỗi ngày. Để thực hiện điều này, ngài phải mượn một số tiền rất lớn mà nhiều năm sau mới trả hết. Khi nạn dịch hoành hành đến mức tối đa, các giới chức hành chính dân sự bỏ trốn, thì ngài vẫn ở lại thành phố để thi hành công việc mục vụ cho những người đau yếu, người hấp hối và những ai cần sự giúp đỡ.
vào năm 1578, Ngài thành lập tổ chức cho các linh mục triều, tu sĩ của Thánh Ambrosio, bây giờ là tu sĩ của Thánh Charles, tích cực rao giảng chống với sự xâm nhập của các tà thuyết và đưa những người công giáo lầm lạc trở về với giáo hội. Công việc và gánh nặng của chức vụ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài. Ngài từ trần ngày 3 tháng 11 năm 1584 tại Milan, Ý, trong khi đang quên mình phục vụ cho các nạn nhân đói rách bệnh tật, hưởng thọ 47 tuổi và được mai táng trong nhà thờ chính tòa Milan. Thánh tích được chuyển về nguyện đường San Maria Podone, được xây dựng bởi Bá Tước Renato Borromeo ngày 21 tháng 9 năm 1751. Đức Giáo hoàng Clement thứ 8 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước năm 1602 và Đức Giáo hoàng Pio V đã nâng Ngài lên hàng hiền thánh ngày 1 tháng 11 năm 1610. Trong lần khám nghiệm vào năm 1880 cũng như lần trước đó, người ta nhận thấy thi hài thánh nhân hiện nay vẫn còn nguyên vẹn suốt một thời gian trên 300 năm sau khi qua đời. Khi Đức Hồng Y John Baptist Montini, tức là Đức Phaolô Đệ Lục, làm tổng giám mục Milan, theo yêu cầu của Ngài, gương mặt của thánh nhân đã được phủ một lớp bạc, mặc phẩm phục giám mục, cẩn nhiều đá quý, nằm an nghỉ chờ ngày phục sinh vinh quang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.